cây cà phê có nguồn gốc từ châu Phi. Cây cà phê được phát hiện lần đầu tiên tại đất nước Ethiopia bởi một anh chàng chăn dê tên là Kaldi. Trong một lần tình cờ, anh phát hiện đàn dê của mình nhảy múa một cách kỳ lạ sau khi ăn những trái chín màu đỏ. Kaldi ăn thử những trái này và ngạc nhiên khi thấy mình thật sự thoải mái và tỉnh táo. Thế là anh hái những trái đỏ đó mang cho vị giáo trưởng và không quên nói về sự kỳ diệu của nó. Nghe xong, vị giáo trưởng tỏ vẻ giận dữ, hất đổ tất cả những trái đỏ vào đống lửa. Ngay sau đó, mùi thơm của những trái đỏ bị đốt cháy đã thu hút sự chú ý của các giáo sĩ khác. Họ lập tức lấy những trái bị cháy, ngâm trong nước và uống. Kỳ lạ thay, các giáo sĩ hoàn toàn tỉnh táo và cảm thấy mình đầy năng lượng, có thể cử hành những nghi lễ cầu kinh suốt đêm. Và kể từ đó, thức uống này được phổ biến đến các thánh đường Hồi giáo. Thậm chí có lúc nó đã trở thành thức uống bắt buộc trong các nghi lễ cầu nguyện. Một số người cho rằng chữ cà phê được đặt theo tên một thị trấn nhỏ tại Ethiopia, đó là Kaffa. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu lại khẳng định chữ cà phê có thể bắt nguồn từ chữ cổ Ả Rập Kahawa. Cách thức pha chế cà phê của người Ethiopia có lẽ là hình thức cổ xưa nhất. Hạt cà phê được cho vào một cái chảo sắt to và rang lên. Kế tiếp, nó được nghiền vụn ra hoặc cho vào cối giã. Chỗ hạt giã vụn đó được trộn với đường trong một cái bình gọi là jebena, một loại bình cổ thon có quai, sau đó nấu lên và đổ ra bát. Vào thế kỷ 14, những người buôn nô lệ đã mang cà phê từ Ethiopia sang vùng Ả Rập. Nhưng tới tận giữa thế kỷ thứ 15, người Ả Rập mới biết rang hạt cà phê lên và sử dụng nó làm đồ uống. Vùng Ả Rập cũng chính là khu vực trồng cà phê độc quyền. Trung tâm buôn bán cà phê là thành phố cảng Mocha, còn được gọi là Mocha, nay là thành phố Amocha, trực thuộc Yemen. Hành trình đi khắp thế giới của cây cà phê. Vào thế kỷ thứ 13, cà phê được tôn sùng như một loại thức uống tín ngưỡng chỉ dành riêng cho đạo Hồi. Họ tìm mọi cách để giữ bí mật về phương pháp rang cà phê, thậm chí sẵn sàng tuyên án tử cho bất kỳ ai cả gan xuất cà phê xanh ra khỏi biên giới Yemen. Bên cạnh đó, Arabia cũng nhanh chóng nhìn ra sự giàu có do cà phê mang lại. 300 năm sau, một giáo sĩ đạo Hồi là Baba Budan trong lúc viếng thăm vùng đất Mecca đã trộm 7 hạt cà phê giống quấn quanh thân mình, đưa chúng ra khỏi biên giới Yemen. Nếu bị phát hiện, Baba Budan chắc chắn sẽ chết. Nhờ hành động dũng cảm này của ông mà cả thế giới đã thay đổi hoàn toàn, không chỉ về nhận thức mà còn về cách trồng và uống cà phê cho đến ngày nay. Ngọn đồi nơi ông nhân giống những cây cà phê đầu tiên được vinh danh theo tên ông, Baba Budan Hills. Sau cuộc thập tự chinh đầu thế kỷ 17, người châu Âu mang về quê hương của họ rất nhiều chiến lợi phẩm từ Arabia. Một trong số đó là dung dịch màu đen huyền bí. Khi nó được đem tới Venice, Italia năm 1615, các vị giáo sĩ cơ đốc đã lên án mạnh mẽ rằng đây chính là phát minh của quỷ Satan. Tranh cãi nổ ra dữ dội đến độ Đức Giáo Hoàng Clement Đệ Tám buộc phải can thiệp. Trước khi đưa ra phán xét, Giáo Hoàng khăng khăng muốn uống thử thứ nước kỳ lạ và ngay từ ngụm đầu tiên, ông đã bị nó mê hoặc. Không, đây không phải là sản phẩm của quỷ dữ, đây chính là nước thiêng, là sản phẩm của Đức Chúa Trời. Nhờ phán quyết sáng suốt của Giáo Hoàng Clement Đệ Tám, cà phê phát triển nhanh chóng và len lỏi qua từng ngóc ngách của châu Âu, từ Áo, Hà Lan cho đến những con hẻm nhỏ ở London, Anh. Những câu chuyện, đề tài bàn tán về cà phê có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Năm 1714, thị trưởng Amsterdam, Hà Lan tặng cho vua Louis XIV của Pháp một cây cà phê làm quà. Nhà vua rất hào hứng và trồng nó trong ngôi vườn yêu thích của mình tại Paris. 5 năm sau, Gabriel de Glou, một sĩ quan hải quân, nhận nhiệm vụ vận chuyển cây cà phê của vua Louis tới vùng thuộc địa Martinique. Chuyến đi rất gian nan bởi những cuộc tấn công dồn dập của hải tặc và sự khắc nghiệt của thời tiết. Để đảm bảo nhiệm vụ thành công, Gabriel đã dùng cả phần nước uống của mình tưới cho cây. Cuối cùng, Gabriel cũng đã đưa được cây cà phê an toàn tới Martinique. Năm 1727, Hoàng đế Brazil cử Francisco de Melo Paeta đến thuộc địa France Guiana của Pháp để xin một số cây cà phê giống. Thế nhưng Tổng đốc vùng đã thẳng thừng cự tuyệt lời thỉnh cầu vì không muốn chia sẻ quốc bảo của đất nước mình. Thông cảm cho khó khăn của Paeta, vượt hàng ngàn dặm biển mới tới được đây, vợ Tổng đốc đã tặng cho ông một chậu hoa như món quà chia tay.
Tuy nhiên, đó không phải là chậu hoa thường, mà bên trong nó là hạt giống của cây cà phê. Đến nay, Brazil trở thành đất nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, biến thứ đồ uống xa xỉ này trở thành thức uống phổ thông có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu. Sự cạnh tranh về cà phê ngày càng căng thẳng khi nhu cầu về thức uống này tăng cao. Người Ả Rập đã không thể giữ vị thế độc quyền của mình và để những nước khác trồng cây giống. Nhà truyền giáo, du khách, thương nhân và người dẫn đầu các thuộc địa tiếp tục mang các loại hạt cà phê đi khắp thế giới. Chúng được gieo trồng khắp nơi. Kết quả là chỉ trong vòng 100 năm đã xuất hiện. Cà phê trở thành một trong những loại hàng hóa thông dụng nhất trên trái đất. Thế kỷ 18, cà phê đã trở thành một trong những cây xuất khẩu mang lại lợi nhuận cao nhất trên trái đất. Máy pha cà phê espresso xuất hiện. Có cà phê, nhưng quan trọng là làm sao tạo ra cà phê để uống. Trước khi máy pha cà phê xuất hiện, cách làm phổ biến trong các cửa hàng là pha sẵn với số lượng lớn, sau đó hâm nóng hoặc giữ cà phê trên một nguồn nhiệt và phục vụ ngay khi khách hàng có yêu cầu. Mặc dù ở châu Âu vào cuối thế kỷ 19 là thời điểm bùng nổ những phát minh sáng tạo, nhưng việc sản xuất một chiếc máy pha cà phê không phải là một điều dễ dàng. Các vật liệu thủy tinh và kim loại không đáp ứng như tiêu chuẩn, và khi được đặt dưới áp suất cao, các vụ nổ đáng sợ là không tránh khỏi. Thiết kế lâu đời nhất của máy pha cà phê espresso được ghi nhận vào năm 1878 do một người đàn ông quốc tịch Đức, Gustav Kessel, tạo ra. Tuy nhiên, thiết bị của Kessel chưa từng được thương mại hóa. Phải mất 6 năm sau đó, một cỗ máy tương tự mới xuất hiện. Bằng sáng chế này thuộc về một doanh nhân người Ý tên là Angelo Moriondo. Năm 1884, tại triển lãm Turin General, ông đã giới thiệu máy hơi nước pha cà phê thương mại tức thời. Máy pha cà phê chạy bằng hơi nước đầu tiên này sử dụng áp suất hơi để ép nước qua lớp bột cà phê. Moriondo đã giữ kín phát minh của mình. Trong nhiều năm, chỉ có một số ít máy được sản xuất cho các cửa hàng cà phê. Thế giới phải đợi đến năm 1901 để máy pha cà phê phục vụ nhanh được sản xuất thương mại lần đầu tiên và thêm 2 năm nữa để giải quyết tất cả các vấn đề kỹ thuật lúc bấy giờ. Đó là nỗ lực phối hợp của hai người đàn ông Luigi Bezzera và Desiderio Pavoni. Mọi việc bắt đầu với Luigi Bezzera, người đàn ông giàu ý tưởng. Bezzera là người đầu tiên ứng dụng thiết kế portafilter, tay pha, được điều khiển bằng đòn bẩy và tùy chọn sử dụng nhiều đầu pha khác nhau. Nhược điểm duy nhất là thiết bị này được đun trực tiếp lửa. Cho đến năm 1903, Desiderio Pavoni đã đề xuất trả 10.000 lira Ý cho Bezzera để đổi lấy quyền thương mại bằng sáng chế kia. Nhận ra ngay tiềm năng của một cỗ máy như vậy, cặp đôi bắt đầu thực hiện dự án cùng nhau. Pavoni đã đề xuất một vài điều chỉnh cho thiết kế ban đầu của Bezzera. Trước tiên là van xả áp, giúp cà phê nóng và hơi nước không văng vào người khi pha chế. Thêm vào đó là một đũa hơi, thứ mà ngày nay người ta dùng để đánh bọt sữa cho món cappuccino. Họ gọi loại cà phê mà chiếc máy này tạo ra là cà phê espresso vì nó được pha một cách nhanh chóng ngay trước mắt mọi người. Khi chiếc máy hoàn thành và xuất hiện trước công chúng tại hội chợ Milan vào năm 1906, nó có tên thương mại là Ideal. Sau hội chợ Milan, các máy pha cà phê espresso tương tự bắt đầu xuất hiện khắp Italy và chiếc máy tiện dụng đầu tiên của Bezzera đã phát triển thành những đồ trang trí mạ vàng trang nhã vào thời đó. Tuy nhiên, đầu tư vào máy pha cà phê espresso Adiola rất tốn kém, vì vậy nó chỉ hiện diện trong các quán cà phê nổi tiếng ở các thành phố lớn của châu Âu. Điều này có nghĩa rằng chỉ những người khá giả mới có thể thưởng thức cà phê espresso. Trong những thập kỷ tiếp theo, máy espresso đã thực hiện một màn lột xác về kết cấu và nguyên lý bởi nhiều cá nhân khác nhau, bao gồm việc từ bỏ sự phụ thuộc vào nồi hơi, gia tăng áp suất bằng đòn bẩy trước khi được bổ sung vô số các chi tiết điện tự động khác. Những cải tiến này được xem là cuộc cách mạng góp phần đưa cà phê espresso và máy espresso trở thành tiêu chuẩn toàn cầu mà chúng ta có ngày nay. Cà phê hòa tan ra đời. Con người ngày càng bận rộn, cách thưởng thức cà phê cũng cần nhanh chóng hơn. Đó là lý do cà phê hòa tan được ra đời song song với sự phát triển của cà phê truyền thống. Theo Mark Pendergast, trong cuốn The Oxford Companion to American Food and Drink, cà phê hòa tan ra đời lần đầu tiên vào năm 1771, khoảng 200 năm sau khi cà phê được giới thiệu tới châu Âu, bằng sáng chế thuộc về John Drink, người Anh.
Vào cuối thế kỷ 19, công ty Glasgow đã phát minh ra Camp Coffee, một hỗn hợp lỏng bao gồm nước, đường, 4% chất cà phê không chứa caffeine và 26% rau diếp xoăn. Lịch sử cà phê thế kỷ 19 cho thấy rễ rau diếp xoăn từng được người Pháp sử dụng trong thời Napoleon vì sự khan hiếm cà phê. Tại Hoa Kỳ, các phát minh về cà phê hòa tan vẫn còn mới mẻ và chỉ được sử dụng bởi những người lính trong cuộc nội chiến vào năm 1853. Trong lúc này, các phiên bản cà phê thương mại Camp Coffee đã phổ biến trên thị trường bán lẻ ở Anh. Quay lại với nước Mỹ sau chiến tranh, đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của cà phê hòa tan mà lịch sử ngành cà phê đã ghi lại như làn sóng cà phê thứ nhất, được dẫn đầu bởi hai gã khổng lồ Folger và Maxwell House. Mãi đến năm 1938, công nghệ cà phê hòa tan đã thay đổi rõ rệt. Trong năm này, Nestlé đã cho ra mắt Nescafe bằng công nghệ sấy phun. Đến nay, Nescafe vẫn là một trong những thương hiệu cà phê hòa tan phổ biến nhất. Trong cuốn sách The Book of Coffee and Tea, tác giả Joe Shapira đã trích dẫn, vào đầu thập niên 40, cà phê hòa tan được bổ sung khoảng 50% carbon hydrate để làm dày sản phẩm. Mãi đến những năm 50, kỹ thuật khử nước phức tạp hơn mới được phát triển. Các hạt cà phê hòa tan có kích thước lớn hơn được sản xuất, song vẫn còn là một yếu tố chưa hoàn thiện, đó là mùi thơm tuyệt vời của hạt cà phê mới xay. Vào những năm 1960, các nhà sản xuất đã thêm dầu từ hạt cà phê để tái tạo mùi hương của cà phê tươi. Khi khách hàng mở lọ, mùi cà phê thoát ra, nhưng ngay sau khi được khuấy lên, các mùi hương biến mất. Không chỉ vậy, các loại dầu được thêm vào đã tăng khả năng bị oxy hóa của sản phẩm. Tình trạng này vẫn duy trì đến giữa thập niên 60. Đến năm 1989, cà phê hòa tan đã chứng kiến đoạn khởi đầu của sự sụt giảm lớn trong doanh thu. Các quán cà phê tập trung vào chất lượng và sự trải nghiệm nhiều hơn. Sự thuận tiện của cà phê hòa tan đã bị lấn át bởi làn sóng cà phê đặc sản mà dẫn đầu là Starbucks. Vào những năm 1990, sản phẩm Taster's Choice của Nestlé được ra mắt như một loại cà phê hòa tan thật sự ngon, nhưng nó vẫn không thể bù đắp cho sở thích ngày càng tăng của người Mỹ đối với cà phê mới pha, đảm bảo hương vị 100%. Cây cà phê đến Việt Nam. Ngành cà phê Việt Nam được đánh dấu từ năm 1857 do các linh mục thừa sai người Pháp mang về trồng thử nghiệm tại nhà thờ một số tỉnh phía Bắc như Hà Nam, Phủ Lý và sau đó lan rộng ra các tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Quảng Bình. Đến năm 1888, đồn điền cà phê đầu tiên được người Pháp khởi sự nằm ở Kẻ Sở, Bắc Kỳ với giống cà phê chè. Từ những năm 1920, người Pháp tiếp tục bành trướng, mở rộng khu vực thuộc địa ở vùng cao. Theo đó, cây cà phê được trồng thêm ở các vùng Tây Bắc, Phủ Quỳ, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Nhà máy cà phê hòa tan đầu tiên được người Pháp xây dựng tại Biên Hòa, Đồng Nai vào năm 1969 mang tên Nhà máy cà phê Coronel với công suất 80 tấn một năm. Vào năm 1986, nước ta tiến hành đổi mới. Trong công cuộc cải cách, ngành cà phê đã được quốc hữu hóa, phát triển mạnh tại các tỉnh Tây Nguyên, doanh nghiệp tư nhân được nhân rộng. Sản xuất cà phê tăng 20-30% mỗi năm trong những năm 1990. Điều này đã góp phần quan trọng vào hiệu quả chuyển đổi nền kinh tế. Mối liên kết hợp tác giữa người trồng, sản xuất và nhà nước đã đem đến kết quả trong việc xây dựng thương hiệu cà phê thành phẩm và xuất khẩu sản phẩm bán lẻ. Điển hình có thể kể đến là cà phê Trung Nguyên vào năm 1996 và Highlands Coffee vào năm 1998. Theo thống kê đầu năm 2020, các sản phẩm cà phê của Việt Nam hiện đã được xuất khẩu đến hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 14,2% thị phần xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu, đặc biệt cà phê rang xay và hòa tan xuất khẩu đã chiếm 9,1% thị phần. Những thương hiệu như là cà phê bột của Trung Nguyên hay là cà phê hòa tan của Vina Cà Phê không những có được thị phần vững chắc trong nước mà còn bước đầu khẳng định được chỗ đứng ở thị trường khu vực, cho thấy tiềm năng rất lớn của cà phê Việt. Và đó chính là nền tảng để ngành cà phê có thể tiếp tục phát triển trong tương lai và vươn ra thị trường quốc tế. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.